Charlie Puth, cậu bé nghịch ngợm lột xác thành ca sĩ triệu đô nhờ loạt siêu hit tỷ view. Những năm gần đây, cái tên Charlie Puth đã trở nên đình đám nhờ những siêu hit tỷ view như See You Again, We Don't Talk Anymore hay Attention. Với vẻ ngoài ưa nhìn, tài năng sáng tác trời cho và một giọng hát đặc biệt, cậu bé nghịch ngợm Charlie Puth ngày nào giờ đã trở thành ca sĩ triệu đô được săn đón khắp nơi trên thế giới. Thần đồng âm nhạc. Charlie Puth sinh ngày 2 tháng 12 năm 1991 tại bang New Jersey của Mỹ. Trong một gia đình có 5 thành viên, bố mẹ, 2 anh em trai và 1 chị gái, anh có gốc gác khá phức tạp. Bố ông, anh Charles Puth, là người lai Đức, Hungary. Bà Debra Puth, mẹ anh, lại là người gốc Do Thái, Ashkenazi. Người ta vẫn nói trí thông minh của con trai di truyền từ mẹ và điều này chính xác với Charlie Puth. Anh bộc lộ tư chất thông minh đặc biệt với âm nhạc ngay từ nhỏ. Đó là khả năng perfect pitch, năng khiếu xác định được độ cao chỉ bằng tai và có thể chơi lại một bản nhạc sau khi nghe mà không cần đọc nốt nhạc. Khi mới 10 tuổi, chàng thần đồng đã học chơi nhạc jazz và tham gia các nhóm nhạc ở trường học. Lên lớp 6, Charlie tự thu một album nhạc Giáng sinh có tên là Have a Merry Charlie Christmas, rồi đem đến cửa từng nhà để rao bán. Cuối cùng album này đã đạt doanh thu là $600. Khi lên lớp 7, Charlie đã được tham gia khóa học trước đại học ở Học viện Manhattan. Tình yêu âm nhạc và đặc biệt là nhạc jazz đã kéo anh đến với trường học. Anh đã đi đến New York vào buổi thứ bảy trong vòng 5 năm chỉ để tham gia lớp nhạc jazz mà anh yêu thích. Nhút nhát nhưng nghịch ngầm. Charlie Puth là một anh chàng sống nội tâm, thậm chí có phần nhút nhát. Một người bạn thân của Charlie Puth chia sẻ rằng cô ấy không bao giờ xuất hiện ở các bữa tiệc. Chúng tôi chỉ thấy Charlie ôm khư khư máy tính cả ngày. Quả thực khi còn học trung học, Charlie trông không có vẻ gì là một ngôi sao ca nhạc tương lai cả. Ngoại hình thấp bé, ăn nói ấp úng hay ngại ngùng. Anh thích ở nhà và lập trình phần mềm. Đó là những sở thích thuở thiếu thời của giọng ca See You Again. Tuy trầm mặc ít giao tiếp, nhưng Charlie lại là cơn ác mộng với các giáo viên tại bang New Jersey vì những trò nghịch ngợm. Với tính cách của mình, Charlie ngày ấy không phải là thủ lĩnh của một nhóm học trò cá biệt chuyên quậy phá, nhưng các trò quậy của anh thì không thua kém ai. Vào năm 15 tuổi, Charlie từng bị phạt giữ lại trường vì giả tiếng chuông báo tan trường. Dù nghịch ngợm, anh vẫn miệt mài học nhạc và sau đó tốt nghiệp trường đào tạo âm nhạc Berklee, cái nôi của nền công nghiệp âm nhạc nước Mỹ. Cũng giống như Justin Bieber, Charlie Puth bắt đầu sự nghiệp bằng những đoạn video cover trên YouTube. Sau khi gây chú ý với bản cover Someone Like You của Adele, Charlie đã được Ellen DeGeneres mời ký hợp đồng cộng tác với hãng thu âm 1111 của cô vào năm 2011. Những năm sau đó, Charlie đã phát hành một vài album nhưng vẫn chưa được chú ý nhiều. Đầu năm 2015, anh chàng chuyển sang làm việc với hãng thu âm Atlantic và bước đầu thành công với single Marvin Gaye. Cảm xúc của anh sáng tác nên ca khúc cũng rất bất ngờ. Khi đang ngồi tại một quán cà phê ở Hollywood, anh nghĩ ra nhịp trống cho Marvin Gaye nhờ những nhịp chân và tiếng vỗ tay đến bất chợt. Tiếp theo đó, Charlie Puth gặp Meghan Trainor tại một bữa tiệc. Sau khi cho nhau nghe thử các ca khúc mới, nữ ca sĩ chủ động muốn tham gia vào đĩa đơn của anh. Nhờ đó, phiên bản Marvin Gaye hoàn chỉnh đã ra đời. Bài hát đạt vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng đầu các bảng xếp hạng ở châu Âu, Ireland, New Zealand, Scotland và Vương quốc Anh. Đĩa đơn tiếp theo One Call Away của Charlie Puth cũng nhanh chóng nhận được phản hồi tốt từ các fan hâm mộ và xếp vị trí khá cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Không chỉ sở hữu chất giọng ngọt ngào giàu cảm xúc, Charlie Puth còn gây ấn tượng qua tài năng sáng tác. Trong số các sản phẩm âm nhạc mà anh từng tham gia, đáng chú ý có Slow Motion của Trey Songz. Ngoài ra, Jason Derulo và Lil Wayne cũng từng tìm đến Charlie Puth để hợp tác. Bước ngoặt thay đổi sự nghiệp. Phép màu chỉ thực sự xảy ra khi Charlie Puth tham gia sáng tác cho bom tấn Fast and Furious 7. Trên thực tế, anh chỉ là một trong hơn 50 nhạc sĩ được yêu cầu sáng tác ca khúc dùng cho phần kết của bộ phim. Đây là trường đoạn quan trọng và có nhiệm vụ tri ân tài tử quá cố Paul Walker. Sau khi nghe vài lời khuyên từ Frankie, Charlie Puth quyết định bắt đầu ca khúc bằng tiếng đàn piano. Những cảm xúc để anh viết nên See You Again bắt nguồn từ chính mất mát mà chàng trai trẻ tuổi từng trải qua sau khi một người bạn Val Cerullo của anh cũng qua đời trong một tai nạn xe hơi giống như Paul Walker. Sau khi Val mất, Charlie từng hứa với ông Cerullo, bố của Val, rằng một ngày nào đó con sẽ viết một ca khúc tặng cho Val. Và anh đã giữ đúng lời hứa. Sau khi hoàn thành, bản thu âm đầu tiên của See You Again nhanh chóng được gửi tới Atlantic và hãng phim Universal.
đội ngũ sản xuất phim ngay lập tức lựa chọn ca khúc, đồng thời muốn đích thân Charlie Puth thể hiện đứa con tinh thần của anh. Ban đầu Charlie Puth tới Los Angeles chỉ để trở thành nhạc sĩ, nhưng rốt cuộc anh lại có cơ hội để tỏa sáng với tư cách là ca sĩ, điều mà chàng trai âm thầm ao ước suốt bấy lâu nay. Đặc biệt hơn, trong quá trình thu âm phiên bản hoàn chỉnh của See You Again, Charlie Puth và rapper Wiz Khalifa không hề gặp gỡ. Họ thực hiện nhiệm vụ riêng lẻ của mình tại các phòng thu khác nhau. Chỉ tới buổi diễn thử cho chương trình talk show của Jimmy Fallon, hai người mới thực sự gặp mặt nhau lần đầu tiên. Tháng 4 năm 2015, bộ phim Fast and Furious 7 chính thức công chiếu với khán giả trên toàn thế giới. Nhiều người sau khi xem phim đã không kìm nổi nước mắt khi ở phân cảnh cuối cùng của bộ phim, hình ảnh tài tử Paul Walker hiện lên cùng giai điệu cảm động của ca khúc See You Again. Bài hát khép lại bộ phim bom tấn này cũng đã làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội và hầu như thống lĩnh mọi bảng xếp hạng quốc tế trong suốt khoảng thời gian đó. Ca khúc See You Again sau đó đã đoạt quán quân tại Mỹ và nhiều nước khác, đưa tên tuổi của Charlie Puth lên hàng ngôi sao. Bài hát lập kỷ lục với hơn 1 tỷ người xem khi chưa đầy 1 năm và được đề cử ở cả Grammy và Quả Cầu Vàng. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân. Thông tin chi tiết bên dưới video. Tiếp bước thành công. Từ một lời hứa với người đã khuất, Charlie Puth cũng đã tự mở ra cho mình một tương lai mới với âm nhạc. Thừa thắng xông lên, anh cho ra đời album đầu tay Nine Track Mind, phát hành vào ngày 29 tháng 1 năm 2016 bởi hãng đĩa Atlantic Records. Và vào tháng 4 2017, anh cho ra mắt một đĩa đơn Attention, bắt tay còn hơn các đĩa đơn trước nhưng không hề lãng mạn và đừng mong tình cảm ướt át. Attention trở thành đĩa đơn solo thành công nhất của Puth. John Caramanica, nhà phê bình âm nhạc của New York Times, xếp nó vào top 4 bài hát hay nhất năm 2017. Đến tháng 10, Puth cho ra mắt How Long, ca khúc mang chất funk R&B và vẫn xấu tính khi nói về người yêu cũ bội bạc. Đó mới là những gì anh chàng kẹo ngọt trước đây muốn hát. Còn trong Night Track Mind, chỉ có mỗi một bài khiến cho Puth nghĩ là còn chấp nhận được, đó là We Don't Talk Anymore. Với phong cách pop những thập niên trước và chất R&B nhuần nhuyễn, We Don't Talk Anymore đã đạt được hơn 2 tỷ lượt xem trên kênh YouTube. Không chiêu trò, không cần quảng cáo quá nhiều, những ca khúc của anh khiến người ta ngây ngất nghe từ khi thanh âm chạm vào màng nhĩ. Và điều đó đưa những ca khúc của anh đến gần hơn với khán giả. Ngày 5 tháng 11 năm 2018, Charlie tung ra single Done For Me. Ca khúc này đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của anh và nữ ca sĩ kim nhạc sĩ Kehlani. Thông qua giai điệu lấy cảm hứng từ nhạc pop những năm 1980, Charlie và Kehlani lần lượt bày tỏ quan điểm của mình sau một mối quan hệ thất bại. Dự kiến vào mùa hè năm 2019, ngôi sao này có thể sẽ xuất hiện trong một vị trí mới khi tham gia vào thành phần ban giám khảo của American Idol cùng với Katy Perry và Lionel Richie. Từ một anh chàng vô danh hát cover trên YouTube, Charlie giờ đã trở thành ca sĩ triệu đô. Năm 2017, nam ca sĩ vừa tậu hẳn một biệt thự lộng lẫy ở khu Beverly Hills sang chảnh với giá 9 triệu đô la, hơn 200 tỷ đồng. Trước đó, anh chàng sinh năm 1991 đã có một ngôi nhà khác. Sau khi chuyển đến ngôi biệt thự 9 triệu đô la, Charlie mới ra bán ngôi nhà cũ với giá gần 2,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chàng ca sĩ còn có một lượng fan hùng hậu nhờ ngoại hình khá bắt mắt. Anh sở hữu chiều cao 1m80 cùng gương mặt dễ thương và điểm gây chú ý nhất là một bên lông mày bị sứt. Được biết, đây là vết sẹo của Charlie sau một lần bị chó cắn suýt chết khi anh mới 2 tuổi. Tuy vậy, đây cũng là một điểm đặc biệt tạo nên nét riêng rất là đáng yêu của anh chàng này. Chuyên bị gái phủ và đưa vào friendzone. Một sói ca vừa hát hay vừa đẹp trai như Charlie Puth tưởng như sẽ chẳng gặp vấn đề gì trong chuyện hẹn hò yêu đương. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trong mối quan hệ với các cô gái, anh chàng thậm chí không ít lần bị đưa vào friendzone, chỉ được xem là anh trai tốt. Tiêu biểu chính là khi hợp tác với Selena Gomez tạo ra bản hit We Don't Talk Anymore, Charlie đã không khỏi động lòng trước người đẹp. Giữa họ liên tục có những khoảnh khắc tình bể bình. Mặc dù khi đó hai ngôi sao không xác nhận tin đồn hẹn hò, nhưng người hâm mộ vẫn rất quan tâm đến mối quan hệ của họ. Sau này, nam ca sĩ mới thừa nhận trong bài phỏng vấn với tạp chí Billboard rằng giữa họ từng có một cuộc tình ngắn ngủi vào năm 2016. Mọi chuyện kết thúc bởi vì trái tim Selena vẫn hướng về một người khác khi ở bên Charlie. Tuy anh chàng không nói rõ người khác đó là ai, nhưng nhiều người hâm mộ khá chắc chắn người đó chính là Justin Bieber. Kết thúc mối quan hệ với Selena Gomez, vào cuối 2016, Charlie Puth bắt đầu cuộc tình khác với nàng bad girl Bella Thorne. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Charlie bỗng lên Twitter, bức xúc thông báo mối quan hệ giữa họ chấm dứt vì nam ca sĩ phát hiện Bella vẫn giữ quan hệ mặn nồng với bạn trai cũ là Tyler Posey.
Không lâu sau, Bella đã lên Twitter thanh minh về chuyện bắt cá hai tay, phủ cho Charlie ở chỗ cô nàng khẳng định rằng quan hệ giữa mình với Charlie chỉ là bạn bè, chứ không có chuyện yêu đương. Taylor và tôi chia tay được hơn 2 tuần rồi, Charlie với tôi không có hẹn hò, chúng tôi là bạn thôi. Khi hợp tác với Meghan Trainor tạo ra bản hit Marvin Gaye, Charlie Puth cũng từng làm dân tình đồn đoán về mối quan hệ giữa họ, đặc biệt là sau màn trình diễn ở lễ trao giải AMA 2015. Nhưng đáng tiếc là đối với Meghan, Charlie cũng chỉ là anh trai tốt. Cô nàng từng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò trên Instagram, kèm theo hashtag I'm single, tôi vẫn độc thân nhé. Còn gần đây lại rộ lên tin đồn Charlie đang hẹn hò với nữ diễn viên là Hanson Sage, người từng xếp thứ 2 trong số 12 cô gái xinh đẹp nhất thế giới trong lĩnh vực diễn viên và thời trang vào năm 2016. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!